Xin chào mọi người đã đến trong livestream buổi sáng ngày hôm nay của nhóm Make Up Yến Lê. Yến Lê và Diễm Chi xin chào các bạn. Như đã hứa thì hàng tuần Yến Lê đều lên trên đây livestream một buổi để giới thiệu với mọi người thêm về dịch vụ của mình cũng như là chia sẻ với mọi người những cái tip về make up ha. Hôm nay thì mời thêm một em nữa ở trong nhóm Make Up đến để giao lưu và trò chuyện thêm với mọi người nha. Bữa nay thì cái chủ đề của mình là về những cái gợi ý về make up cho những cái bộ trang phục mà chúng ta bận trong một tuần ha. Hai cô gái của Make Up Yến Lê xin mỉm cười chào anh mình. Và không biết là buổi sáng hôm nay anh có làm việc hay gì không thì chúc anh một ngày tốt lành nha ha. Hôm bữa thì Yến Lê đã giới thiệu với mọi người về cái mỹ phẩm để trang điểm cá nhân nhanh chóng và cũng những cái đồ nó cũng tương đối là gần gũi mà mình có thể tìm mua được, thì hôm nay lại là quần áo kết hợp với trang điểm ha. Tại vì Yến Lê cảm thấy là cái thời gian gần Tết hay nè thì mọi người ngoài đi làm ra thì cũng có những cái dịp giống như là tiệc cưới cuối tuần hoặc là những cái event sự kiện công ty, cho nên là Yến Lê cũng muốn chọn những cái bộ trang phục và giới thiệu với mọi người cái cách make up cũng như là mình chọn cái accessory để mà cái hình ảnh của mình thêm tự tin và thêm đặc biệt hơn khi đến những cái sự kiện đó. Bắt đầu một ngày đầu tuần, ví dụ mình đi làm mà những cái công việc mà không có đòi hỏi bằng đồng phục á, thì mình có thể chọn nhanh những cái áo kiểu như vậy ha. Cái áo của Yến Lê như vậy, buộc dây ở phía sau, áo của Zara ha. Và những cái quần skinny jean thì mấy cái này Yến Lê nghĩ là nó cũng rất là gần gũi với mọi người thôi. Để mình có một cái ngày thứ hai năng động hơn ha. Bộ đồ này thì là màu xanh. Cái tông nó hơi là lạnh ha. Thì mình sẽ đi với những cái make up. Thì em cầm cái này nên chị sẽ cầm ra cho mọi người xem ha. Thì nó cũng có những cái màu son và những cái tip nhỏ nhỏ để share với mọi người. Thì giống như thường Yến Lê hay chỉ cho mọi người đó, thì mình sẽ có những cái UV base để mà mình vừa chống nắng, mình vừa có một cái nền da mỏng và nó cũng làm đều màu da hơn. Rồi xong rồi mình cũng có thể đi những cái cushion hoặc là những cái kem ha. Thì mấy lần trước thì Yến Lê cũng có share rồi đó, là mình sẽ đi những cái cushion như vậy lên trên nền da của mình để mình có một cái làn da sáng và mịn hơn khi mình ra đường ha. Rồi tiếp theo đó thì mình cũng sẽ phủ nhẹ một cái lớp phấn nếu mà bạn nào da dầu nhiều, còn nếu mà da ổn thì bạn cũng sẽ không có cần, nhưng mà bạn chỉ cần đi cushion thôi. Nhưng mà nếu mà da bạn mà dầu nhiều giống như thế thì bạn phủ nhẹ một cái lớp phấn phủ để cho hút dầu đó. Hút dầu á mọi người ha. Rồi thì tiếp theo nữa thì mình cũng có thể đi những cái má hồng ha. Thì do bộ đồ của Yến Lê thì cái tông nó cũng hơi nhẹ nhẹ cam, được cam hoặc hồng, cam hoặc là hồng ha. Thì cái má hồng của Yến Lê đây, má hồng này thì mình nhìn trong cái hộp á thì nó hơi đậm, nhưng mà mình đánh lên da thì nó lại tự nhiên nó hòa màu da. Đó là cái má hồng của Dior ha. Thì cái hộp này Yến Lê cũng rất là thích, thì nó cái chất phấn nó cũng mịn và cái màu nó cho một cái độ tươi và trẻ trung. Thì mình sẽ đi với những cái áo, những cái trang phục như vậy ha. Và cũng không quên là chọn cho mình một cái màu mắt, tại vì cái mắt cũng rất là quan trọng ha mọi người. Thì Yến Lê sẽ ám chỉ cho mọi người những cái tông mắt nghiêng về cái màu nâu tự nhiên ha. Giống như là cái màu Sandy Wood này, cái tông nâu tự nhiên này. Thì Yến Lê nghĩ là đi với những cái trang phục như vậy, những cái tông nâu tự nhiên là mình có thể đi thêm cái độ nhũ nhẹ ở đầu mắt đó. Ở bên hàng này thì mình cũng có thể chọn những cái tông nhũ nhẹ nhẹ, giống như là cái tông nhũ mà về màu gold nè ha, hoặc là cái màu diamond pink. Thì mình nghĩ là đầu mắt mình có thể đi nhẹ những cái tông như vậy để nó tạo cái độ sáng cho mắt. Còn cái tông nâu này thì Yến Lê nghĩ là nó sẽ phù hợp với khá là nhiều người ha. Yến Lê cũng đang đánh cái tông nâu này kết hợp với lại cái màu trust fund. Thì cái hộp màu mắt này thì Yến Lê cũng đã giới thiệu với mọi người cũng nhiều lần rồi. Thì ngoài ra mình cũng có thể sử dụng mấy cái hộp màu mắt nhỏ cá nhân, những cái tông nó gần với màu tự nhiên để mình đánh ha, để mình có một cái bộ trang phục cũng như là về make up cho cái ngày đầu tuần được tươi tắn hơn. Và cái không thể thiếu mà Yến Lê muốn giới thiệu với mọi người đó là cái màu son ha. Yến Lê chọn cho những cái bộ trang phục như vậy
những cái màu son mà thiên về cái tông cam, thì Yến Lê xin giới thiệu với mọi người là cái màu son mới của hãng của Hàn Quốc là Ba Xe ha, cái tông cam đất này. Thì nếu mình đi cái màu mắt hồi nãy cũng nâu nâu á, cái màu hồi nãy Yến Lê chỉ là mình đi thêm cái màu mắt cái tông cam này ha, thì nó sẽ có một cái diện mạo cho bạn nó hơi hiện đại hơn, trẻ trung hiện đại, tông cam đất cho mọi người nha. Còn nếu như mà mọi người với cái bộ trang phục này mà mọi người thích á, thì mọi người cũng có thể đi thêm cái màu hồng ha, cái màu hồng nhưng mà của cái này thì nó hơi nuôi nuôi, nó hơi hồng velvet velvet một xoa ha. Cái màu này thì Yến Lê thấy là nó tên là Don Pink Office. Cái dòng này thì Yến Lê thấy là mấy cái bạn mà bên Tây á, sẽ thích những cái tông này hơn là những cái màu mà nó hồng hồng chóe chóe. Thì nếu bạn thích cái makeup của bạn mà nhìn nó hiện đại và nó hơi Tây thì bạn sẽ đánh những cái màu nó hồng nuôi như vậy ha, hồng nuôi nhưng mà nó vẫn có sắc hồng. Còn nếu như là bạn mà hơi cá tính một xíu thì bạn có thể đánh cái hồng nhưng mà nó có hơi ánh tím nhẹ hơn. Cái màu này thì nó của mắt Jacob và Yến Lê cũng cảm thấy là cái năm nay thì có xu hướng nó có một chút cái nghiêng về màu tím, tông tím á, thì mọi người cũng có thể thử cái tông này khi mà bằng những bộ trang phục cái màu nó lạnh lạnh như vậy ha, tông xanh cho cái ngày đầu tuần đi làm hoặc là đi đâu đó. Thì cái này Yến Lê giới thiệu là nó cũng nghiêng về mấy bạn mà làm những công việc nó tự do hơn là mấy bạn mà bận cái đồ đồng phục ha. Rồi tiếp theo để Yến Lê chọn thêm đó, em lấy cho mọi người một bộ ha. Thì cái ngày thứ ba, thì ngày thứ ba thì đây là bộ thứ ba của Yến Lê, nhưng mà Yến Lê cũng muốn giới thiệu thêm với mọi người một cái bộ trang phục nữa cho ngày thứ ba ha. Để em ngồi đây đi. À, thì giống như cô bé này là cũng là ấy luôn. Thì cái màu vàng này cũng là màu đồ đồng phục của Yến Lê ha. Thì đối với những cái bạn gái mà làm những công việc mà văn phòng mà bận những cái đồ đồng phục như vậy nè, thì đôi khi mình thấy là nó cũng hơi tự tựa nha. Thì bạn sẽ tìm cái sự khác biệt cho mình ha, cho mình bằng cách là có thể là bạn sẽ chọn những cái phụ kiện cho mình ha. Ví dụ như công việc của bạn mà đòi hỏi cái sự nhanh nhẹn hơn thì bạn không có nên đeo mấy cái tua như thế này, tại vì đôi khi mình làm việc thì mình cũng có thể hơi bị vướng, thì mình sẽ đeo những cái đôi bông gọn hơn ha. Yến Lê sẽ cầm những cái bông gọn lên cho mọi người xem, những cái dạng bông tai nó gọn hơn, nó không có bị cái tua nhiều ha. Hoặc là những cái dạng bông tai như là ngọc trai, ngọc trai như vậy ha, nó gọn vào trong nách ha, trong cái lỗ tai của bạn, nó không có bị tua, tại vì công việc văn phòng đó hoặc là công việc của mấy bạn cũng di chuyển nhiều, hoặc là đeo những cái gọn như vậy thôi, nhỏ gọn như vậy thôi. Là cái ngọc trai giống như là của bé Chi hồi nãy giới thiệu cho các bạn ha. Thì cái những cái phụ kiện này nó cũng làm cho bạn cái hình ảnh của bạn nó thêm khác biệt hơn. Tại vì Yến Lê cảm thấy là nếu như mà cô nào cũng bận một màu thì nó cũng tựa, hoặc là bạn có thể làm những cái kiểu tốt nhanh giống như Yến Lê, thì bằng cái kẹp ha, mình kẹp gọn lên trên đây và khi mình buông ra thì nó ra cái dợn nhẹ như vậy. Rồi thì mình có thể làm những cái máy bay giống như của Yến Lê, thì Yến Lê thấy là khi mà không có cái máy thì mặt Yến Lê nó cái trán nó cũng hơi nhiều, thì khi Yến Lê tự làm những cái máy nhỏ nó che lại ha, nó sẽ ra một cái kiểu khác. Giống như là lần trước á, thì mọi người nhìn thấy cái hình ảnh Yến Lê nó hơi khác so với lần này là do mình thôi, mình nghĩ ra cái kiểu những cái kiểu tốt này kia đồ thì nó cũng thêm sự khác biệt ha. Hoặc là cái đầm này bạn cũng có thể làm bính cái bính tươi tôm á, mình cảm thấy nó cũng rất là dễ thương. Thì bằng những cái đầm như vậy đi thêm một cái những cái đôi dài đơn giản ha, dễ thương mà nó cũng không quá cao, hoặc là đau chân cái đôi dài êm ái hơn. Chị dài bằng chị sẽ chọn những cái đôi giày màu nude như vậy để mình đi làm ha. Mà cái gót nó thì cũng không quá cao, cái gót nó cũng vừa thôi. Thì Yến Lê nghĩ là không có dưới 5 phân á, cái này không tới 5 phân đâu, bạn cũng sẽ có cái cảm giác nó thoải mái, nó không có bị xin chào anh boss Nguyễn nha, xin chào. Nếu mà mọi người thích á, thì cũng có thể chọn những cái mẫu đầm như vậy ha, nó khá là kín đáo và nó cái này thì nó cũng an toàn cho mình để mình làm công sở. Đó thì với những cái trang phục như vậy thì Yến Lê cũng sẽ gợi ý nhanh ha những cái makeup cho mọi người. Thì ở đây Yến Lê có một cái phấn phủ ha,
Có thể mọi người có thể xài cushion hoặc là xài cái kem BB cream. Sau đó thì mọi người sẽ dùng cái phấn phủ. Thì cái phấn phủ này lại của Yến Lê là dạng bột ha, của hãng Botswa. Thì tại sao Yến Lê lại chỉ cho mọi người tới cái phấn bột này? Tại vì đôi khi Yến Lê cảm thấy là mọi người đi làm thì đa số đi làm bằng xe máy, thì đôi khi nó cũng bị ra mồ hôi hoặc là ra chất dầu. Thì cái phấn phủ dạng bột như vậy thì nó sẽ hút tốt chất dầu, và đôi khi bạn vô trong cái chỗ làm đó, bạn cũng có thể vào trong cái restroom bạn dặm lại bằng cái phấn dạng bột này, nó cũng rất là ổn ha. Thì bé Chi thì có hay xài cái phấn phủ dạng bột vậy không? Dạ có chị, em xài loại này với loại những cái loại nhìn đồ phải sớm đó, nó không màu shop, không đúng rồi. Cái dạng này là đúng là không không màu đó, và cái chất phấn của Bonsoir này thì nó cũng rất là mịn, an toàn cho da. Quảng cáo quá. Rồi thì hoặc là nếu mà bạn mà cảm thấy là đi làm mà xách theo một cái hộp này thấy nó cồng kềnh quá thì có thể mua cái hộp phấn nhỏ gọn hơn ha, để vào trong cái giỏ đi làm của mình nó gọn gàng lại một cái góc nào đó, nhưng khi mình cần thì mình dặm lại cho mặt. Phụ nữ mình mà cho dù không trang điểm nhưng mà có son trên môi nhìn cũng rất là tươi tắn. Xin chào chị Ngọc Phùng. Thì cái son đầu tiên Yến Lê giới thiệu với mọi người, và Yến Lê nghĩ là đây là cái sự lựa chọn mà nó cũng ổn với lại nhiều màu da, tại vì cái màu này thì nó cũng không kén da ha. Màu này là gì chị? Màu này là màu Daffodil của Basie. Thì cái dòng son này là dạng son kem lì, nhưng mà Yến Lê thấy là nó lên môi nó cũng tương đối là giữ được cái độ ẩm cho môi, nó không có bị khô, mà mình thấy là mấy bạn văn phòng vào hay xài cái máy lạnh á thì cũng không có bị nứt môi, không nứt môi, và màu son giữ thì cũng tương đối là bền màu ha. Khi bạn thì bạn có hoạt động gì đó xong mà lát hồi nữa nó vẫn giữ cái màu môi lại trên môi của bạn. Tại vì đôi khi thì mình thấy là mấy cái son nó có nhiều cái son nó làm khô môi rất là nhiều, hoặc là khi mà mình hoạt động thì nó mất hết màu, nó không còn gì hết. Nhưng mà cái này khi mà mình chừng 3-4 tiếng thì nó cũng vẫn đồng là trên môi mình, cái lớp nó hơi hồng hồng đỏ đỏ ha. Thì cái son này nó vào trong cái màu đậm này. Hoặc là cái lựa chọn thứ hai nữa dành cho mấy bạn mà hơi cá tính mạnh hơn một xíu, đó là xài những cái màu son mà nó nghiêng về cái son màu đỏ đất ha. Cái màu đỏ đất của Basie. Màu đỏ đất đi với màu vàng cũng rất là hợp. Tại vì cái này nó đất đất nhưng mà nó có pha cái tỷ lệ là có nâu, có đỏ và có cam trong cái cây son này, chứ không phải là nó chỉ là đỏ đất không. Mà khi mà bạn mệt những cái đầm này nè, thì bạn khi bạn đánh những cái màu son mạnh như vậy thì cái mặt của bạn nó sẽ rất là đẹp ha, nó sắc và nó đẹp, nó không có bị nó tái ha, thì cái màu vàng nó cũng chóe á. Thì nếu bạn đi màu son quá nhạt thì nó sẽ bị cái mặt của bạn bị bật ra. Thì cái này giới thiệu ha, hai cái màu, và cái màu thứ ba thì nó sẽ nghiêng về cái màu cam đất hơn một chút, dành cho mấy bạn nào thích cái màu cam đất hơn ha. Cái cam đất này nó hơi khác cái cam đất hồi nãy, là cái cam đất hồi nãy thì nó có pha nhẹ nhẹ cái độ hồng, còn cái này thì nó nghiêng về cam đất hẳn luôn. Đó, thì những cái màu son mà mình sẽ giới thiệu với cái bộ này, và cũng không thể thiếu đó là một cái má hồng ha. Thì cái má hồng mà cho cái bộ trang phục này dễ thương quá. Ngọc trai của Basie luôn, đó là cái má hồng màu cam ha. Cái màu cam này thì Yến Lê thấy là nó rất là trẻ, nó tươi và nó trẻ, nó không có bị cái nó có nhũ, nó có nhũ nhẹ nhẹ, nó có nhũ nhẹ nhẹ. Thì cái nhũ này nè nó cũng hơi bắt đèn á, cho nên khi mà bạn làm mà cái môi trường của bạn mà có sử dụng những cái ánh đèn á thì bạn đánh cái màu má này lên nó rất là ổn ha, nó rất là tươi và nó có cái độ bắt sáng cho gương mặt của bạn. Đó, thì các bạn có đặt câu hỏi gì không? Yến Lê cũng sẽ giới thiệu thêm cho các bạn ha, là nếu như mà các bạn mà thấy là cái mặt của mình hơi bị tái, nếu mà đi với những màu như là màu cam đất hoặc là màu đỏ đất thì cũng có thể đi những cái màu đỏ mà màu đỏ truyền thống như vậy, mình mix màu lại nhưng mà mình mix màu lại mình cho nó đậm cái lòng môi thôi, thì cái màu những cái màu son truyền thống màu đỏ này thì nó cũng là một cái sự lựa chọn an toàn ha. Rồi thì cũng không quên là sẽ giới thiệu thêm với mọi người là những cái mascara ha, tại vì hiện nay cảm thấy là đi làm thì mình cũng cần cái có cái lông mi cong ha, và giữ được lâu, và đặc biệt là không bị nước, không bị mồ hôi làm lem nha, cái mascara như vậy.
À, bây giờ mình sẽ tiếp theo tới bộ trang phục của ngày thứ tư, kimono cách tân. Thì đôi khi Yến Lê cảm thấy là với những bạn mà có những cái công việc mà đòi hỏi một cái hình ảnh nó tương đối là nó cá tính hơn một chút, và công ty của bạn thì cũng không có bắt những cái trang phục phải gọi là quá là văn phòng, mà có thể bạn mặc những cái đồ thoải mái hơn, thì bạn có thể chọn những cái áo kimono cách tân như vậy ha. Khi cái áo này bạn bận thì bạn sẽ ủi thẳng lại, và mình bận mình có thể phối với cái áo trong. Nở cái áo trong này thì nên anh phối với cái màu đen, nhưng mà mọi người có thể phối với cái màu trắng hoặc là cái màu nude cũng được ha, và da người cũng được. Thì cái dạng cái áo này thì mình thích hợp cho mấy bạn mà làm những công việc tự do hơn, còn nếu mà mấy bạn mà văn phòng mà công sở nghiêm túc đó, thì mình nghĩ là nó cũng không hợp. Nhưng mà thí dụ như Yến Lê đi trang điểm cho khách, hoặc là đôi khi thì cũng có đi mua mỹ phẩm hay gì đó trong trong tuần á, thì bận những cái trang phục như vậy ha, thắt nơ lại và cũng không quên là chọn cái quần như vậy, hoặc là cái quần bó ha, đơn giản, cái quần rách chân hoặc là quần bó. Cái bộ đồ này mình sẽ đi với kiểu tóc nào chị? Cái đồ này thì do là nó cũng lùm xùm lề xòe như vậy nè, nên em có thể là bới cái tóc mà củ tỏi lên đó, tại vì cho hai cái cọng nó cho hai cái gọng song song tôi xuống, hoặc là có thể chừa mái ngang cũng được. Chừa mái cũng được, tại vì mọi người thấy cái này nó cũng hơi là xòe ra đồ này nọ, đồ nó không có được gọn gàng, cho nên phần trên tóc thì mình nên bới những cái kiểu gọn gàng ha, cua tỏi cho nó trẻ trung, hoặc là mình có thể là mình túm một cái phần này lên thôi, mình làm một cục ở đây ha, rồi cái ở phía sau mình có thể chừa một vài cái phần tóc quăng 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 nhẹ nhẹ thì nó cũng rất là trẻ trung và cá tính. Thì khi mà bận mấy cái kimono cách tân này thì mình cũng xài những cái màu son hoặc là những cái kiểu make up nó cũng hơi phá cách một chút ha. Thì mình có thể là mình xài cái make up tông lạnh luôn, giống cái màu xanh này nếu mà bạn cá tính mạnh. Còn nếu mà bạn mà muốn cái lựa chọn nó tương đối an toàn thì bạn có thể dùng mấy cái màu nó nghiêng về cái tông tối như vậy ha, để đánh giống như ba cái màu cuối này để đánh cho các phần mắt. Và bạn cũng có thể là chọn cái cách đánh là mắt một mí và có được eyeliner to, thì nó hơi hơi giống mấy cô gái Nhật hơn là bạn dán mí đồ đàm mắt hai mí rồi ha, tại vì cái kiểu này thì nó cũng hơi lai lai của Nhật á, thì bạn sẽ đánh cái mắt giống như là mắt của một mí của Nhật nhưng mà với cái eyeliner đen nó to bản quá. Và cũng không quên là tạo cái đầu mắt á bằng những cái nhũ như vậy ha, để cho nó bắt sáng cái đầu mắt cho bạn. Và cái son thì Yến Lê sẽ giới thiệu cho mọi người những cái son nó cũng hơi lạ lạ, như là cái son này của Huda thì son nó lạ đó chị. Cái son này nó màu nude nè, mà nó cũng hơi phá cách một chút, thì nó sẽ thích hợp cho bạn nếu mà bạn đánh cái màu mắt mà giống như hồi nãy Yến Lê nói, nó giống như của mấy cô Nhật mà cái eyeliner đậm, hoặc là bạn đánh mắt khối cũng được, thì bạn sẽ xài những cái màu son nó nude nude như vậy ha, để nó có thêm cái cá tính. Cái son này bạn nhìn trong cây như vậy đánh lên thì nó hơi đậm hơn một chút, nó hơi đậm hơn một chút, và nó sẽ cho cái môi bạn cái độ hơi dày hơn ha, và nó gọi là nó cũng hơi tây một chút đó. Tại vì cái phong cách mà môi dày và mấy cái màu nude này thì hiện nay thấy là trong mấy cái beauty blogger của nước ngoài nó cũng hay xài thì mọi người có thể trải nghiệm thử ha. Màu bombshell thì mọi người sẽ thử cái son này, cho mình một cái cá tính lạ hơn và một cái môi nó dày, nó căng mọng hơn. Còn cái tiếp theo nữa, nếu mà bạn muốn cái lựa chọn nó tương đối là an toàn hơn, bạn có thể dùng cái son mà dạng nó giống như là cái son bóng nhưng mà nó có màu hơn ha, của Anastasia. Thì cái son này cũng mấy bạn bên make up mà bên Tây hoặc là bên Âu Mỹ cũng rất là chuộng mấy cái màu như vậy. Còn nếu mà bạn có làn da trắng mà bạn muốn nó tươi hơn, bạn sợ là mấy cái màu kia nó làm mặt bạn tái, thì bạn có thể thử cái màu tím ha. Cái màu cái này thì nhìn trong cây vậy nhưng mà đánh thì nó ra cái hồng tím. Cái hồng tím nó lên cái màu lạnh này ha, cái tông lạnh này cũng ổn. Wow. Thì đây là cái đôi giày màu xanh mà Yến lại muốn giới thiệu với mọi người để phối với lại cái bộ này. Thì đi bằng cái áo này có thể bằng cái quần legging đen, thì đi thêm một cái đôi giày này nữa ha, thì nó sẽ phù hợp với lại cái áo này, giống như là hai cái món này giống như là nó phối với nhau, là nó rất là hài hòa, nó ăn ý với nhau ha.
Hôm hồi nãy thì mình bận cái áo cam màu cam ha, mình bận cái áo thì cái tông lạnh hơn, và mình cũng thấy là có một số bạn thì mình cũng nói với mình xin chào em Huỳnh Duyên, thì một số bạn thì nói là em không có hợp mấy cái tông lạnh lạnh đó, tại vì lên cái đó xong da em tái quá. Thì mình sẽ giới thiệu cho mấy bạn, xin chào chị Thúy Lê. Cái này thì những công việc em tự do và có thể là sau cái giờ làm đó thì em cũng có thể đi chơi, đi cà phê đâu đó, với lại đi dạo phố và đi chơi với bạn bè, hoặc là đi chụp hình tại vì những cái kiểu này nè thì nó cho cái sắc da của bạn một cái màu da nó ấm hơn, nó tươi tắn hơn ha. Và bây giờ đặc biệt là ở Sài Gòn mình thì mình thấy nó có mấy cái quán cà phê đó, thì cái phong cách của nó có nhiều cái cây xanh cũng như là những cái ghế gỗ, thì mình bận những cái đồ như vậy mình chụp cái hình lên thì nhìn nó tươi tắn hơn, nó nổi đó. Chứ nếu mà bạn chọn mấy cái màu mà nhạt nhạt á thì đôi khi nó lên cái hình nó không có đẹp ha. Đúng mà rồi. Khi mà mình chọn mấy cái màu nó tươi như vậy và mình kết hợp thêm những cái tông trang điểm giống như là cam đào, cam đất thì nó ra cái hình ảnh của bạn nó thêm cái màu sắc hơn, thêm sự thú vị hơn ha. Cái này thì nó cũng thắt nơ luôn, nó thắt cái nơ này lại ngay eo ha. Và mình cũng không quên là sẽ giới thiệu với bạn là đi thêm mấy cái đôi giày nó hơi cao gót một chút để tôn cái dáng bạn hơn khi bạn bận những bộ trang phục như vậy. Thì cái kiểu này thì Yến lại thấy là nó sẽ phù hợp cho mấy bạn mà không có muốn là lộ cái body quá. Như bạn có thể là bạn hơi có những cái khuyết điểm nhỏ nhỏ thì những cái kiểu này là tương đối nó che được cái khuyết điểm cho bạn ha. Che được vòng 2 thôi. Che được vòng 2. Và thí dụ như cái vùng một của bạn đẹp, hoặc là cái vùng da cổ của bạn đẹp thì bạn sẽ tôn lên được. Tại vì cái màu này là nó rất là tôn da, khi lên là da rất là trắng đẹp ha. Chụp các bạn đừng có ngại khi mà diện những cái bộ đồ như thế này, tại vì lên hình nó rất là nổi bật, nổi tươi. Đừng có ngại nha. Chụp hình là mình phải như thế này nè nó mới ăn ảnh được. Hoặc là đi cà phê cuối tuần, hoặc là đi dạo phố đâu đó thì đi những cái màu tươi như vậy ha. Tại vì Yến Tây Lê cũng cảm thấy là sắp tới cái dịp cuối năm hoặc là dịp Tết rồi thì mình cũng muốn chọn thêm những cái đồ nó có thêm màu sắc nữa. Chứ nếu mà mình bận mấy cái màu mà an toàn thì đôi khi mình cũng chán ha. Thì cái màu này ha, cái bộ đồ màu kem thì mọi người cũng có thể làm mấy cái kiểu tóc mà xoăn giống như Yến Lê, hoặc là nó xoăn nhỏ hơn ha, dễ thương, hoặc là thắt tính lưu sao mà là một nó nhẹ như vậy ha, một cái nhẹ như vậy rồi xong rồi chừa một bên, thắt tính xong chừa một bên cũng dễ thương, kiểu như là những cô gái đồng quê cô gái đồng quê, phong cách đồng quê đó mọi người ha. Và sẽ chọn thêm cho mình mấy cái đôi bông tua tua gì đó kiểu để mà làm đẹp hơn cho gương mặt của bạn ha. Cái bộ này thì mọi người không biết mọi người có ai thích mà mê bật mấy cái đồ màu tươi giống như Yến Lê không, thì có thể là có thêm những cái gợi ý cho cái mùa cuối năm này ha. Thì Yến Lê cũng xin kết thúc cái bộ đồ hồi nãy mình nói thứ mấy, thứ năm rồi đúng không? Dạ thứ năm rồi. Rồi và bây giờ là tiếp theo là cái trang phục cho ngày thứ sáu ha. Sáu sẽ là màu trắng. Nếu như mà bạn nào mà đi những cái công việc mà an toàn ha, cần những cái đồ mà nó cũng tương đối là nó an toàn, em sửa tay này lại ha, thì có thể bận những cái áo sơ mi trắng thêu thêu đơn giản như vậy, và cũng không quên là kết hợp mấy cái quần nó lại hơi bụi bụi, nó hơi cá tính hơn ha. Cái quần này thì nó hơi rách rách. Mình cảm thấy là đôi khi cũng có một số bạn làm những công việc vào thứ sáu thì bận được bận đồ thoải mái, mình sẽ bận mấy cái đồ nó cũng năng động và thoải mái hơn. Thì mình sẽ bận mấy cái sơ mi trắng và sơ mi kiểu ha, theo theo như vậy đó, và kết hợp với mấy cái quần jean bụi bụi, thì lại cầm lên nguyên cái quần jean luôn, nó hơi rách rách, nó hơi bụi bụi ha, để mà mình đi làm thì mình sẽ có cái phong cách nó trẻ trung mà nó năng động hơn. Rồi thì mình cũng có thể chọn những cái nịt như vậy ha, bạn thích màu nâu thì bạn xài, hoặc là thích màu đen cũng được. Thì Yến Lê cảm thấy là cái màu của nịt đó và cái màu của cái đôi giày bạn đi đó, nó phải hợp với nhau. Cái kính cũng cá tính lắm, để mình mang ha, mình đi làm hoặc là mình đi xe ngoài đường đó, thì mình mang những cái kính thì vào thì mình cảm thấy là nó cũng đỡ, tránh bụi được cho mình, mà nó cũng làm đẹp, nó cũng nghịch ngợm ha.
thì lâu lâu thì mình thấy mình chụp hình mình cũng có thể tạo kiểu bằng những cái kính này, ví dụ như là những bạn nữ mà có đeo len á, à, đúng rồi, nên ra ngoài mình nên có những cái kính như thế này nè để hỗ trợ cho mắt mình. À, những cái ngày cuối tuần thì đôi khi thì bạn cũng được mời những cái tiệc đó, thì bạn cũng sẽ chọn những cái bộ ha, thì ngoài những cái trang phục mà đầm body đồ này kia đó thì Yến Lê cũng giới thiệu với mọi người những cái kiểu đầm mà bây giờ của Zara mà nó ra ha. Cái kiểu đầm như vậy thì mình thắt cái nơ lên thì Yến Lê cảm thấy là nó cho bạn một cái sự hơi gọi là nữ tính á, nữ tính và dịu dàng ha. Thì cái đầm này bạn cũng có thể đi những cái buổi tiệc nhẹ nhẹ hoặc là đi cà phê gặp mặt bạn bè, và cũng không quên là xách những cái túi như vậy ha, xách thêm những cái túi như vậy. Thì cái túi này thì hôm bữa thì Yến Lê cũng hay share với mọi người đó, thì tuy là nó nhỏ nhưng mà mình cũng có thể để được những cái hộp phấn hoặc là những cái thỏi son để mà đôi khi mình tới tiệc á thì mình có thể mình dặm lại cái mặt hoặc là mình chỉnh lại cái màu son một chút. Thì cái túi này là những cái vật mà mấy bạn nữ không thể thiếu. Cái kiểu này thì Yến Lê chọn cho nó gọi là nhẹ nhàng và dễ chịu hơn sau một tuần. Mọi người cũng có thể chọn những cái form váy body khác ha. Cái này thì theo bác chị thì đánh màu son đều đẹp. Cái màu này ha. Ừ, cái màu này. Mình có thể đi màu hồng, hồng cũng được. Màu hồng cam. Ha, màu cam. Ừ. Hoặc là đi cái màu, nếu em muốn mạnh á thì em đi cái màu giống như cái sọc này nè. Màu nó hơi đỏ. Qua màu, màu đỏ, burgundy một chút. Thì nó, cái mặt của mình nó sẽ có độ sắc hơn. Tại vì cái này mình nhìn đây thôi, nhưng mà nếu dùng mình vào một cái không gian tiệc lớn thì nó hơi bị nhạt, cho nên mình đi cái màu son, cái màu nó hơi mạnh như vậy một chút thì nó sẽ bật cái người mình hơn ha. Thì cái này thì cũng không quên là nhắc mọi người là nên đi cái đôi dài hơi cao hơn một chút, hoặc là cái đôi dài đế xuồng cao để mình có thêm cái chiều cao, thì bận mấy cái kiểu này lên nó nhìn nó cũng tay lắm, tại vì nó cũng sexy, nó cũng hơi ẩn ngực một chút. Tuy là nhìn ở lớp dưới thì nó cũng an toàn, cái trên này thì nó là sexy. Cái này chọn cái đôi bông mà đơn giản thôi nha. Cái đầm đã cầu kỳ rồi. Cái đôi bông đơn giản hoặc là mấy cái mà dạng như một hộp ngọc trai hay gì đó thì nó cũng dễ thương. Chơi cuối tuần mà siêu thị hoặc là cà phê gì đó thì có thể chọn mấy cái bộ mà nó được thoải mái như vậy ha. Em cầm cái tay áo lên để cho mọi người coi. Bộ này mình mặc đi chơi. Đi chơi cuối tuần ha. Chứ cái này không có đi gặp đối tác khách hàng gì được đâu. Cái này là đi chơi cuối tuần. Cái này bèo rồi, bánh bèo. Cái này không, nhưng mà cái này bận lên nó không có bánh bèo mà nó cũng quậy lắm nha. Tại vì nè, em nhìn nè, nó nút nè ha. Thì mấy cái màu và những cái kiểu này thì thích hợp cho mấy bạn mà cũng cá tính ha, cũng quậy quậy mà muốn cái màu sắc nó tươi tắn hơn để mình chụp hình tự sướng, nếu mà mình thích nó đi check in quán này quán kia bận áo. Nó cũng hơi sexy quậy ha. Và chọn mấy cái quần sọt ha, thì Yến Lê cũng giới thiệu mọi người mấy cái quần sọt, nó cũng nó vừa cũng năng động ha, nhưng mà cái quần này nó cũng che khuyết điểm tốt cho mình, chứ không phải là nó quá ngắn mà nó bị lộ mấy cái khuyết điểm. Cái này thì màu này nó có kén da lắm không chị? Cái màu này thì mấy bạn da cũng phải trắng trắng một chút ha, da trắng và có cái làn da mà nó nghiêng về tái thì bạn bận cái màu này lên nó lại tươi lên. Và cũng không quên là sẽ kết hợp với những cái tông makeup ha, nó phù hợp với cái áo này, giống như là cái môi thì nó hơi hồng pha với cam, nó giống với cái màu này, hoặc là những cái tông cam, cái son tông cam. Và bạn cũng nên đánh nhẹ cái mắt và đặc biệt cái mascara ha, cho lông mi cong bật lên, và đi thêm cái nhũ mắt, đầu mắt để cho nó thêm cái độ đẹp cho cái mắt. Đây ha, những cái bộ để chúng ta đi cà phê và đi chơi cuối tuần, muốn đi siêu thị chơi cũng được. Và sẽ gửi thật nhiều cái tình cảm của mình dành cho mọi người, chúc cho mọi người có một tuần được vui vẻ. Những cái gợi ý nhỏ nhỏ về makeup, mỹ phẩm makeup cũng như là mấy cái đồ nhín nhảnh màu mè của Yến Lê nãy giờ thì cũng mang lại cho mọi người cái niềm vui ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem livestream. Bây giờ thì thôi, Yến Lê xin kết thúc cái phần livestream này và xin chào mọi người nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.